Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. Để đạt được mục tiêu thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Hưng Yên đã tập trung quán triệt, sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 21 năm 2022 về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045. Trong công tác xây dựng Đảng, việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ công khai và thiết thực. Bình quân hàng năm có trên 19% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, kết nạp được 232 đảng viên mới, thành lập mới được 5 tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, qua nửa đầu nhiệm kỳ đại hội, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai được tăng cường. Đặc biệt, năm 2023, thành phố đã tập trung tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Nhiều hộ gia đình vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng như ở các xã Hồng Nam, Trung Nghĩa, Tân Hưng, Hiến Nam. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 52%. Hiện thành phố đang hoàn thiện các bước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thành lập các phường trên cơ sở 5 xã Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Quảng Châu và xã Phú Cường. Các chính sách an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên kiến nghị đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thành phố đầu tư xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn để củng cố cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị thành phố theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại và văn hiến. Khối lượng công trình triển khai tương đối lớn, cần có cơ chế đặc thù của tỉnh cho thành phố và sự vào cuộc của các cấp, các ngành tháo gỡ vướng mắc các tiêu chí còn yếu để hoàn thiện các yêu cầu theo quy định để được xét công nhận đô thị loại 2. Nội dung chi tiết của buổi làm việc sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết vào chương trình thời sự sau. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.